Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem xe con non chở mì nha mọi người. Chở mì 5 tấn nha mọi người. Mọi người hãy thưởng thức video của mình và xem, like, đăng ký, subscribe kênh. Em vừa viên à? Em vừa viên nè. Xin chào mọi người, mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Hẹn mọi người video lần sau nha mọi người.